Chào anh em đang xem miền Tây Sô La ha. Bữa nay là tối ngày thứ sáu, ngày 29 tháng 2 2022 anh em. Còn khoảng chừng 29 tháng 4 2022 thì còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là bước qua ngày 30 tháng 4 rồi, ngày lễ giải phóng miền Nam hoàn toàn độc lập gì đó ha, gì đó. Đó thì chúc anh em có một cái mùa lễ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Thì trước mặt anh em vẫn là một cái JD 80W. Nói chung là cái này mình bán nhiều, lúc nào mình quay phim mỗi ngày đều có cái này hết. Mình gửi cho anh Trần Đức, có tên Zalo là Trần Đức, là con rể của chú Phạm Văn Ngoan ở Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang. Thì sở dĩ mình nhớ rõ vậy là tại vì mình mới lục lại cái tư liệu thôi. Lúc trước là anh Trần Đức đã mua một cái JD 80W này, ảnh mua nhưng mà ảnh yêu cầu mình gửi về nhà bố vợ là chú Phạm Văn Ngoan á. Rồi bữa nay là ảnh không có vậy nữa, không cần gửi về nữa, mà ảnh đang đi làm ở Sài Gòn. Khuya ngày mai là ảnh đi từ Sài Gòn về, chắc về Cai Lậy quá. Rồi ảnh quẹo xuống nhà mình, từ quốc lộ 1 mà quẹo xuống nhà mình thì khoảng hơn 10 cây, rồi quẹo ngược trở lại ngã ba Trung Lương của Tiền Giang khoảng vài cây nữa. Thì nói chung là cái quãng đường đó nó chỉ tốn khoảng chừng mười mấy 20 cây thôi, nhưng mà nó mang lại niềm vui cho nhiều người anh em. Thứ nhất là mang lại niềm vui cho các cái anh mà mua hàng như anh Trần Đức á. Niềm vui là biết được nhà thằng bán, sau này ví dụ như có hư hàng rồi kia biết đường để mà tới bắt đền, rồi biết được YouTuber ha, YouTuber thắng này kia đó. Rồi còn niềm vui của mình là đơn giản hơn nhiều anh em, là mình gói đơn giản. Anh nào mà ghé nhà lấy thì mình gói rất là đơn giản, mình gửi anh chất lên xe chạy về nhà an toàn cực kỳ. Còn nếu mà gửi bưu điện là rất là mất công gói mọi người, cái công gói nó căng lắm, phải rất là nhiều mốt xốp giấy báo này kia, tại gửi bưu điện là anh em quăng hơi nhiều á, cho nên là làm hơi kỹ đó. Thì họ nói ít thì anh em cũng biết đúng không đó. Thì những anh em tới nhà mình chỉ có thể cảm ơn thôi, chứ còn mà bớt hoặc là gì đó thì mình không làm được nha. Mình chỉ tới mời anh em ly nước rồi cảm ơn anh em, hoặc là có thể làm vài chai cũng được, nhất là lễ là lúc này ai cũng rảnh cho nên có thể làm vài chai. Chứ còn anh em đừng kêu mình giờ anh tới nhà bớt anh 100 200 là thua nha anh em, tại vì hàng mình bán sát giá đó, mình bớt cái là mình đi luôn á đó. Đó thì bây giờ trước mặt anh em là cái JD 80W của anh Trần Đức nè, Zalo là Trần Đức, không biết ngoài tên sao ha. Thì trước khi mình quay cái này, nói cái này thì mình nói cái đèn của mình trước. Ở mình có cái JD 60W trên đó đó anh em, đó JD 60W trên đó đó. Thì bây giờ mới có 11 giờ mấy khuya thôi mà cái đèn nó có 5 cục hiển thị năng lượng, mà bây giờ nó còn có 2 cục rồi mọi người. Vậy thì anh em á thấy như vậy thì nói là hàng Zin mày có tốt lành gì đâu, mới 11 giờ mấy 12 giờ khuya mà giờ nó còn có 2 cục năng lượng à. Vậy là tới 2 3 giờ khuya nó tắt còn khỉ gì, phải không? Nói chung á là nó không tắt nha anh em, nhưng mà khoảng tới 2 3 giờ khuya bắt đầu nó cháy mờ tới 5 6 sáng luôn. Cháy mờ là cháy không có sáng như bình thường thôi, nhưng mà nó vẫn rất là sáng, vẫn ok nha mọi người. Đó thì tại sao như vậy? Tại vì bữa nay á trời mát cả ngày luôn, và giữa trưa là mưa 3 tiếng mấy, gần 4 tiếng đồng hồ luôn mọi người. Nói chung là bữa nay lại ngày áp thấp nhiệt đới, anh em coi dự báo thời tiết anh em cũng biết à. Cho nên là mình đưa câu chuyện để làm gì mọi người, để nói cho anh em biết là đèn năng lượng phụ thuộc nhiều vào ánh nắng mặt trời, cho nên là 2 3 ngày mà âm u liên tiếp thì đèn không thể nào mà đủ năng lượng để cháy nguyên đêm nha anh em. Cho nên là anh em mua hàng, ví dụ như anh em có gọi mình mét mang vốn, thì anh em cũng nên suy nghĩ là những ngày đó là nó đang ở trong hoàn cảnh như thế nào nha. Chứ còn cứ anh em cứ mang vốn vô tội dạ thì tội nghiệp cái đèn mà cũng tội nghiệp mình đó, tội nghiệp là tất cả hai bên cũng tội nghiệp mấy anh em đó. Anh em đổ tâm tư vào đấy mà anh em chưa hiểu rõ là mấy ngày đó trời mát rượi, làm sao mà đủ điện để xài đúng không? Mình xài năng lượng mặt trời là phải như vậy mọi người. Bởi vậy một số anh em mà lắp ở ngoài những cái công trình ngoài lộ á, những người dân này đi qua, người dân kia đi lại, có nhiều người khen cũng có nhiều người chê. Nhiều người chê người ta đâu có hiểu anh em, tại vì xã hội nhiều người ta đâu có am hiểu gì đâu. Người ta chỉ thấy giờ tao đi chợ 4 giờ khuya không thấy đèn nó sáng, nó hơi mờ mờ thôi là người ta sẽ cự liền, tại vì người ta chưa hiểu. Đó, làm dâu trăm họ nó vậy đó anh em. Đó cho nên là xài năng lượng mặt trời là phải hiểu vấn đề đó nha. Đó, cái gì nó cũng phải có hạn chế của nó chứ không phải là tuyệt đối đâu. Cái ưu điểm của nó là gì? Không đóng tiền điện nè, không kéo dây 220 phiền phức nè, thấy không, xài bền nè đó. Ưu điểm nó cũng như mà nhược điểm của nó là phụ thuộc vào mặt trời đó.
Thì bây giờ mình trở lại với cái 800W của 80W của anh Trần Đức ha. À, này chắc gửi cho ông nhạc gia nữa quá. Hay là anh kỳ này anh mua anh đem về nhà đấy. Kỳ này chắc về quê đem về nhà ha. Kỳ rồi mua ông nhạc gia rồi. Thì bây giờ nó có nói về cấu hình đi ha. Tấm pin là 18W nè. Bộ pin lưu trữ 10 Ah và 119 SMD 5730 hai màu ha. Trắng và đỏ. Mình test cho anh em xem. Thì hiện tại là ban đêm nhưng mà mình vẫn vẫn sạc được cho đèn, và cái đèn led á báo sạc là nó cháy anh em. Đó, led báo sạc nó cháy ha. Đây. Mình có lắp một cái mặt trời nhỏ nha anh em, cho nên là vấn đề sạc là vẫn ok nha. Đó, anh em nào đam mê cái vấn đề mà tại sao làm được mặt trời để cho sạc vào ban đêm này thì cứ liên hệ mình ha. Mình sẽ chỉ bí quyết gia truyền cho anh em nha. Đó, bây giờ mình test này. Bấm auto đèn chớp cái. Bấm on đèn cháy màu trắng, anh em thấy nó trắng sáng sáng ghê không? Nó sáng màu xanh luôn ha, xanh mà xanh sáng xanh á, sáng sáng khủng khiếp á. À, bởi vì cái đèn này nó rẻ mà nó được nhiều người mua là lý do nó sáng khủng khiếp nha. Nếu mà nó sáng vậy là hiện tại nó đang hoạt động có 6 mấy con led à, mà 6 mấy con led này mà sáng dữ lắm nha. Đó, bấm màu đỏ nè. Màu đỏ này là đuổi muỗi nha anh em. Và nhiều anh em đã nói với mình rồi, nếu mà cho cái đèn nó cháy màu đỏ là nó sẽ đỡ tốn điện hơn màu màu trắng. Những anh em mà xài nói với mình á, màu đỏ thì đỡ tốn điện hơn màu trắng, và màu đỏ cháy nguyên đêm là chuyện rất là bình thường. Đó, ngày nào nguyên đêm á, chỉ có bấm màu trắng thì ngày được ngày không. Đó, mấy ngày nắng thì được, mấy ngày mưa không được. À, thôi tới đây mình cũng kết thúc video ha. Anh em nào đam mê đèn thì cứ liên hệ qua Zalo 076 687 4311. Cái CD 80W này vẫn còn để bán cho anh em luôn nha, vẫn còn nha, mình nói vẫn còn là anh em hiểu rồi. Có nghĩa là mình đem về và mình bán hôm nay nhiều lắm rồi nhưng mà vẫn còn để bán luôn nha. Rồi anh em nào đam mê cứ liên hệ nha. Xin chào anh em ha, nhớ cho kênh Miền Tây Solar cái đăng ký kênh nha anh em. Hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo.